Hẳn bạn đã nghe đầy lỗ tai rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nói thì dễ, thực hiện được mới lạ. Ừ ha, sự chia rẽ, chia ly vẫn xảy ra như cơm bữa, diễn ra trong mọi lĩnh vực. Khóa học Teamwork của Berlin khác hẳn tất cả các khóa học Teamwork bạn biết. Bởi Berlin hiểu đời thực và công nhận đời thực, để từ đó dùng các phương pháp tâm lý cùng với các phương pháp quản trị hòa quyện vào nhau như hơi thở tự nhiên, để giúp bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào cũng ứng dụng và tạo nên một môi trường Teamwork làm việc đội nhóm hiệu quả trong lành, mạnh mẽ như hàng triệu tia sáng khác biệt cùng thắp sáng một bầu trời và dẫn lối mọi người trong tổ chức hướng đến một mục tiêu chung. Khóa e-learning tương tác Teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả này được trình bày bởi các chuyên gia Berlin có khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia Berlin chuyên tư vấn và đào tạo tại doanh nghiệp tạo ra công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam nhằm giúp cá nhân làm việc hiệu quả, tăng thu nhập, doanh nghiệp có được đội ngũ có năng lực đạt được mục tiêu kinh doanh. Là vào trang web berlinc.com thì cá nhân muốn quản trị cuộc đời, doanh nghiệp muốn quản trị nhân tài là được phải không chuyên gia? Vâng, đúng rồi ạ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Berlin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia. Ồ, được tương tác trực tiếp với chuyên gia trên video luôn hả chuyên gia? À đây này, video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Berlin tại trang web bbalancer.com. Ngoài ra, tại nền tảng công nghệ của Berlin thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Berlin thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Wow, về khỏe rồi, ngồi ở đâu cũng học tốt. Khi cần thì mở ra xem, rồi học theo tốc độ của cá nhân luôn ha. Và muốn có được chứng chỉ, chứng nhận nè, cũng như tài liệu thực hiện thì cứ vào trang web bparancer.com là có luôn ha. Tôi thích nhất là không phải chạy, tránh đường xá xa xôi, mà còn kẹt xe nữa chứ. Còn tôi thích nhất là những bộ tài liệu nè, biểu mẫu, chính thống từ một công ty chuyên tư vấn quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, là sự đúc kết tốt nhất, rất có giá trị cho chúng ta. Vâng, lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp làm điều này, thì Berlin cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Berlin bằng cách không được sử dụng video này thuộc bản quyền của Berlin. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn cũng như doanh nghiệp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Xin chào tất cả các bạn học viên thân thương. Xin chào mừng các bạn đến với khóa học kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả. Đến với khóa học này, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hình thức học khác nhau, đặc biệt bạn được tương tác, thực hành cùng với chuyên gia. Wow, nghe hấp dẫn quá chuyên gia ơi. Bạn được học trong tư thế chủ động hơn, động não hơn, để từ đó bạn sẽ nhớ dai, hiểu bài rõ, sâu sắc hơn nhiều. Nào, bây giờ bạn bắt đầu nha. Vâng, bắt đầu làm tương tác thôi. Trước khi bạn trải nghiệm nội dung chính của khóa học e-learning tương tác Teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, thì tôi xin nhắc lại lưu ý về học trực tuyến e-learning có tương tác của Berlin. Video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Berlin tại trang web bbalancer.com. Ngoài ra, tại nền tảng công nghệ của Berlin thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Berlin thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Bạn bắt đầu khóa học kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả này với tương tác đầu tiên, đó là bạn hãy xem video clip và chọn những điều bạn chiêm nghiệm được để trả lời câu hỏi. Theo bạn, clip này ý muốn nói điều gì? À mà này các bạn ơi, khi thực hiện tương tác xong, bạn hãy luôn bấm nút submit khi tương tác xong để xem đáp án nha. Ok là, tôi bắt đầu thực hiện tương tác đây. Bạn vừa mới tương tác xong một tình huống thực tế đầy ý nghĩa. Vậy bạn có biết chữ team được viết tắt từ chữ gì và có ý nghĩa gì không? Team viết tắt từ chữ together. Bạn yên tâm nhé. Với tương tác này, bạn chỉ cần kéo ráp các nội dung phù hợp vào là biết ngay thôi mà. Wow, tương tác nữa hả? Đúng rồi, vừa rồi bạn vừa hiểu ý nghĩa của từ team.
biết rằng mọi người cùng nhau đạt được nhiều hơn. Bây giờ xem như cả đội của bạn đang cùng đi trên một chuyến xe thì làm sao? Với tương tác này thì bạn được học một bài học quý giá về lãnh đạo đội nhóm của tiến sĩ John Maxwell, nhà đào tạo số 1 nước Mỹ, nổi tiếng thế giới, bậc thầy về nghệ thuật lãnh đạo. Ồ, hay quá ha, bắt đầu luôn nha chuyên gia. Bạn vừa trải qua 3 tương tác liên tiếp về tinh thần đồng đội và những quyết định dứt khoát để có được đội nhóm hiệu quả. Đây cũng chính là bài học cho cả người quản lý và nhân viên. Người quản lý cần phải chọn đúng người lên xe ngay từ đầu, nếu không đúng thì tiễn họ xuống xe ngay để cả đội còn có cơ hội đến đích. Và bài học đối với nhân viên cũng như với tất cả mọi người, hãy luôn là right people, đúng người để luôn là người có giá trị trong bất cứ tổ chức nào. Để là right people, đúng người thì làm sao đây chuyên gia? Bình tĩnh, tí xíu nữa bạn sẽ nhận được bí quyết ngay thôi. Chính vì thế, ngoài ý nghĩa của từ team mà bạn đã được tương tác vừa rồi thì còn có những câu nói rất hay giúp ta thức tỉnh nhiều. Đó là những câu nói quen thuộc: nếu muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, thì hãy đi cùng nhau, của Warren Buffett. Cùng nhau, chúng ta có thể di chuyển cả ngọn núi. Đặc biệt, ta không thể quên được câu nói xa xưa của ông bà ta là ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Wow, những câu nói này hay quá ha. Vâng, chính vì thế mà làm việc đội nhóm hiệu quả là rất cần thiết, rất quan trọng cho cả từng cá nhân đến với tổ chức. Tôi nghĩ rằng cá nhân được tự do ý kiến thì sẽ tạo ra môi trường làm việc sáng tạo đó. Vâng, ý kiến cá nhân được công nhận thì sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc của cả tổ chức. Khi đó, cá nhân sẽ tăng cường giải quyết vấn đề, đem lại hiệu suất làm việc cao, bộ máy trơn tru, từ đó mà cá nhân cũng như tổ chức sẽ phát triển bền vững. Năm 1965, Tuchman đã khám phá ra rằng bất cứ một tổ chức hay một đội thường trải qua các giai đoạn phát triển, hình thành, sóng gió, ổn định chuẩn mực, hoạt động hiệu suất cao thành công. Mô hình này đúng nhưng không phải đúng tuyệt đối. Bạn, công ty bạn vẫn có cơ hội thoát khỏi sóng gió. Nếu như làm đúng ngay từ đầu thì sẽ phòng tránh được nhiều rủi ro, thiệt hại. Chính vì thế, khóa học này được thiết kế 4 phần nội dung chính thực dụng giúp cá nhân và tổ chức phát triển bền vững. Nào, bây giờ bạn bắt đầu với 4 phần nội dung chính của khóa học kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả các bạn nhé. Khóa học kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả có 4 phần chính, đó là 1. Phần thứ nhất, con người đi trước, công việc đi sau. 2. Phần thứ hai, bí quyết tạo đội nhóm chủ động làm việc hiệu quả. 3. Phần tiếp theo là công cụ giúp đội nhóm sáng tạo, giải quyết vấn đề hiệu quả. 4. Phần cuối cùng là công cụ giúp tinh thần teamwork ngày càng được nâng cao. Phần giới thiệu tổng quan về khóa học e-learning tương tác teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả vừa kết thúc. Các bạn sẽ được chia sẻ và trải nghiệm nội dung tiếp theo tại tập 1, con người đi trước, công việc theo sau. Mời bạn đón xem và học tiếp các bạn nhé. Yes sir, mình sẽ học tiếp ngay và luôn đây. Công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng, thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belin, chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belin đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, một hành trình tương lai, nhìn về nơi xa ấy, những cánh chim ùa về. Ngày hôm nay từng nhìn...